gì bởi mẹ cha mà chung xây hạnh phúc thì cả hai gia đình cùng lo, hay họ vẫn cười vui mừng, Sơ Hiền dễ thảo vui mừng cả hai. Vâng, trong khi hai cháu vào làm lễ gia tiên, xin được giới thiệu với các vị khách quý của quê hương Hà Nam xa xôi. Nói đến Bắc Linh Kinh Bắc là chúng ta là nghĩ ngay đến những làn điệu dân ca quan họ mượt mà tha thiết, đã nghe một lần là muốn nghe nữa, nghe mãi không thôi. Để giới thiệu về quê hương Bắc Linh Kinh Bắc, xin được trân trọng giới thiệu với các vị cùng đến với bài hát về Kinh Bắc do chị hai của câu lạc bộ quan họ thôn nhà thể hiện. Xin được gửi tình cảm này tới các vị khách quý của quê hương Hà Nam xa xôi. Xin mời các vị cùng thưởng thức và đón nghe. Vâng, anh có về Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nghề. Quê em có lịch có lề, có sông tắm mát, có nghề cừ canh, có nghề sẽ chỉ học hành, có nghề tô vẽ tờ tranh đông hồ. Vâng, trong khi cô dâu và chú rể đang vào lòng đến tân tiên và đi vào nước vào chồng các bộ các cô bà, chỉ phút nữa thôi là anh hai anh ba sẽ được gửi tặng các vị khách quý của quê hương Hà Nam xa xôi một bài hát về quê hương Hà Nam anh hùng. Người đi người ở, người về với ai?
thật là ai về đón gió gọi trăng, hỏi người chi kỳ hay trăng nỗi niềm. Đó là cái nỗi niềm tâm sự của người quê hương Quảng Ninh Kinh Bắc muốn gửi tặng các vị khách quý trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, anh đưa em về thăm quê em, về ngã ba sông rực lắm hồng, quê mẹ thân thương là quê hương Hà Nam. Sau đây xin được gửi tặng các vị khách quý quê hương Hà Nam với bài hát Hà Nam đất mẹ anh hùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.